Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay là một ngày nữa em lại tiếp tục của hành trình đi tìm những cái rễ kiếm các bạn ạ. Thì, mùa này nó khô hanh này kia, phi điệp nó chưa nở nên là khó tìm lắm. Mình chỉ trong cái tháng này thì mình toàn loanh quanh đi tìm lan kiếm với cái hàng thân lá này kia các bạn ạ, cái hàng đai châu, sóc, cái loại thân lá các bạn ạ, kiếm cái này kia này, chồn cáo này kia. Đấy, thì hôm nay mình có gặp một cái bộ kiếm này, bản lá cũng khá là dày và to các bạn ạ. Đấy, đang trong cái thì đến cái ngay cái chân núi thì lại gặp luôn. Nói chung là chưa kịp quay cho các bạn nhưng mà đã gặp ở ngay chân núi các bạn ạ. Đấy, đây là ở dưới này, ngay dưới này, mình lên ngay dưới, lên đến cái chỗ này chưa đầy 5 phút các bạn, gọi là 5 phút. Thì ở dưới này họ người dân họ làm nương làm rẫy các bạn. Lên đây thì gặp đây là một rễ kiếm đang nở này, nở hoa tưng bừng các bạn. Đây là cũng là dòng kiếm lô hội cũng thuộc thân thủ mà cánh bầu các bạn ạ. Hai cái vai khá là bay phất phớt cái màu hồng. Thuộc hạng không phải là tồi tệ mấy các bạn ạ, hàng thường ấy các bạn, cũng khá là đẹp luôn. Cái này cái hoa nó đã nở được 2-3 ngày rồi các bạn ạ. Đây, mặt hoa này nhìn cũng khá là sắc nét các bạn ạ, đáng để chơi các bạn. Cánh hoa khá là đẹp, phân thủy khá rõ ràng các bạn ạ. Có 3-4 vòi hoa các bạn, 4 vòi ở trên thì mình không thấy, ở trên cũng có một vòi ở trên này các bạn này, ở dưới này còn một vòi ở dưới này nữa. Đấy, khá là đẹp các bạn ạ. Đây thì mình cũng lấy về một ít sưu tầm chơi thôi, bác nào thiện ý thì đặt hàng em sẽ lấy cho. Mấy tép này kia em cũng lấy về chục tép này kia chơi thôi. Nói chung thì em thì chơi thì cứ mặt hoa khác nhau, mặt hoa đẹp đẹp một tí thì em sẽ chơi các bạn, chơi hết. Lại thân lá nó khá là đẹp này, khá là xanh sạch đẹp. Thân thủ ở rừng như thế này khá là đạt các bạn ạ. Đây, bản lá rơi vào 3-4 sen, 4-5 sen đấy. Lá to các bạn, này đáng để chơi. Trên này còn có một cái vòi hoa nữa các bạn. Dề này thì nó ra hoa trước các bạn. Đây là một cái vòi hoa trên này nữa. Khá là đẹp. Trong này còn một vòi nữa đây các bạn. Chung là cái bụi này thì nó ra sớm các bạn ạ, khá là sớm. Rồi nó bị không lấy được rồi, nó vướng cái hòn đá các bạn ạ, cho nên là nó không đua được thẳng, nó vẹo xuống cái vách đá, cái đá này thì khá là đẹp các bạn. Ở
xuống thế này là chơi được các bạn ạ. Được, mình sẽ lấy về một ít để chơi. Thân lá rất là to, rơi vào tầm hơn mét các bạn, mét tư hoặc mét rưỡi đây. Và lá khá là to các bạn nhé. Đây thuộc dòng thân thù các bạn. Nên là mình cũng sưu tầm về một ít. Mình thì cứ thấy đẹp đẹp thì mình cứ sưu tầm các bạn. Kể cả các bạn không mua không ấy thì mình cũng lấy về trồng, mình sẽ làm tác phẩm để ngắm các bạn ạ. Nói chung là đến mùa nó có hoa ấy, nhà mình trồng được các loại hoa ấy, mình ngắm nó thích lắm các bạn. Ngắm cây này lại ngắm cây kia rất là đẹp luôn. Giờ mình sẽ tiến hành mình tách ra một tí các bạn, lấy tầm 10 tép 15 tép đấy. Tiến hành mình tách các bạn nhé. Hôm nay thì mình cũng quay được ít thôi các bạn ạ, cũng không quay cho các bạn nhiều được, tại vì hôm nay là mình đi buổi chiều thôi, 12 rưỡi 1 giờ mình mới đi cơ, đến đây là 2 rưỡi rồi, đấy là 2 rưỡi gần 3 giờ rồi. Mình cũng đi một lúc thôi, 4 rưỡi 5 giờ thì mình cũng về, tranh thủ ở nhà không đi đâu thì mình cũng đi loanh quanh một tí, có những cái mặt kiếm nào không các bạn, đi gọi là đi ngắm lan thôi, có thì lấy về một ít để sưu tầm, không có thì thôi cũng chả sao cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé, hành trình đi tầm lan nhé. Có những cái mặt hoa đẹp thì mình cũng quay cho các bạn xem, kể cả không đẹp mình cũng vẫn quay, cứ có hoa là mình đã thích rồi. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nhé. Bây giờ mình sẽ tách cái bụi kiếm này, tách cái tầm lấy cái tầm 10 tép thôi, 10 tép đến 20 tép gì đấy thì mình sẽ về đấy.